Tử vi của tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, phần mệnh của chúng ta đôi khi do chính bản thân mình tạo nên. Nhưng do chưa có đủ kiến thức lĩnh hội nên đôi khi chúng ta hãy đổ lỗi cho số phận, cho ông trời, để rồi lại tự chuốc lấy phiền muộn vào người. Quý vị thân mến, tháng 8 âm lịch là một tháng không mấy tốt đẹp với những người tuổi Kỷ Dậu. Tháng 8 có những thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Mời quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, vận mệnh tử vi của tuổi Kỷ Dậu 1969, quý vị có thể nắm rõ được những vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn, thuận lợi của mình qua chương trình. Từ đó, tuổi Kỷ Dậu có thể biết được công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo như thế nào, chủ động hơn trong những quyết định làm ăn, mối quan hệ của xã hội. Khi nắm rõ được vận mệnh của mình trong tháng 8 âm lịch, mọi người sẽ biết được hướng đi như thế nào là đúng đắn để thâu thu may mắn, tài lộc. Trong phần luận giải tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Dậu, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về la số tử vi cho quý gia chủ. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi bài luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Kỷ Dậu. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên, không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua được thì những điều đó là cả một tương lai đang tươi sáng chờ đợi ở phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân bản mệnh, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi trở nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Tử vi tháng 8 năm 2021 thấy rằng tuổi Kỷ Dậu có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng này sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe. Trong sự nghiệp, những người làm chủ sẽ chịu những áp lực rất lớn, có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Dù bản mệnh có nhiều cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, nhưng đường nhân duyên không tốt, các mối quan hệ xã giao bị thu hẹp cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt, khôn khéo nên dễ làm mất lòng đối phương, chuyện đã khó càng thêm khó. Tháng này, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh, giúp bản mệnh nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp, song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, tuổi Kỷ Dậu nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có như vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Dậu cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng đổ sông đổ biển, gia chủ cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Kỷ Dậu tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với tuổi Kỷ Dậu, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết mọi người đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bản mệnh vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bản mệnh nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ đã bước sang tuổi 52 nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với bản mệnh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu,
Sửu giúp hóa giải xung sát, chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với bản mệnh. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Kỷ Dậu nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ, đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Kỷ Dậu phải đối mặt. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 8 âm lịch cho rằng tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Kỷ Dậu. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2021 tháng 8 âm lịch, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến tuổi Kỷ Dậu sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân. Gia đình bản mệnh tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Kỷ Dậu nam mệnh là chủ của gia đình, tiếng nói được sự tôn trọng nên đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Kỷ Dậu nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, cần ôn hòa trong lời nói. Cần ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Kỷ Dậu tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Kỷ Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Kỷ Dậu tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8, từ ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, đinh mão, nạp âm, lô trung hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, từ ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, kỷ mão, nạp âm, thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành trong tháng khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thể hiện, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không được vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Dậu tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch 11 tháng 8, tức ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, mậu thìn, nạp âm, đại lâm mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, canh thìn, nạp âm, bạch lạp kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay,
vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức mọi người, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.